Chào các bạn nha, mời các bạn cùng Lã Nguyên Bảo TV hôm nay về quê cùng đồng ruộng của Yên Nam Định để thực hiện một cái cuộc dã ngoại cùng anh em đi xăm chuột đồng. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cùng Lã Nguyên Bảo TV nha. Được. Nó chạy ra lỗ nào.
con sáng sớm rồi đừng đi ra ngoài nhiều lắm. Sáng đi lùa mẹ hết nhá. Không. Ờ chỉ già chỉ có lợi dụng vậy, có cuốc được hòa mát cái đất này. Này không một đó. Phải nó bê tông không cuốc được. Điện cỗ hoa lư đúng không? À bác cũng điện cỗ 49 à? Công nhân 49 à? Cấn thông tin là Quỳnh quê. Đấy, ông nóng là cái quê Hưng Yên qua về Quỳnh vậy chắc một thằng đi 57 một thằng đi đường kia. Đấy, một thằng đi nghiêng đi lên. Một thằng coi như là đi chạy đấy. Không. Xả nước từ gà chạy. Không, chạy đi ơi, chạy, chạy đâu mà chạy. Đây, đây. Nước nó có đánh chảy ra đâu mà chạy. Đi được rồi nhưng mà như thế chứ gọi nước. Thank you.
ơi. Đúng hang phải không? Trên đây mới có lỗ thượng không? Lâu nay không có mưa nên đường đất hơi cứng, việc cuốc hang chuột hơi vất vả. Đến giờ thì có lẽ là đủ bữa rồi, ta về để chuẩn bị làm thịt chuột cho kịp cho bữa ăn hôm nay này. Tiếp theo là đến công đoạn là pha nước để làm thịt chuột. Đây là một công đoạn rất là khó, nếu như mà chúng ta không có công thức của nó để mà tuốt chuột một cách chuẩn nhất thì các bạn hãy pha nước theo tỷ lệ 2 sôi 1 lạnh. Và lúc đó ta sẽ nhúng chuột vào trong vòng khoảng 5 đến 7 giây. Ta sẽ đổ ra chậu nước lạnh. Khi đó thì ta tuốt lông chuột rất là đơn giản. Để cẩn thận, ở đây mình sẽ dùng ca muối nước để đo. Dùng 2 ca nước sôi và 1 ca nước lạnh. Sau khi nhúng được 5 đến 7 giây thì ta cho ra chậu nước lạnh để cho nó nguội nhanh. Khi ta pha nước với tỷ lệ như thế thì các bạn thấy đây, để tuốt lông chuột rất là đơn giản, xong ngay và luôn mà không bị bong ra chóc thịt. Ở
đây là những con chuột đã được làm sạch lông. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ bước sang giai đoạn thui chuột trước khi làm các bước tiếp theo. Thui chuột thì ta sẽ rải một lớp rơm nếp xuống dưới, sau đó thì lau khô từng con chuột để cho việc thui nó sẽ tác động nhiệt đều lên con chuột thì nó sẽ vàng rất là đều. Tiếp theo ta phủ một lớp rơm nếp mỏng lên trên và nổi lửa quạt đều cho đến khi con chuột vàng óng đi thôi. Và đây là những con chuột sau khi mình thui xong. Các bạn thấy sản phẩm có ưng ý không? Nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Một màu vàng óng. Dùng nước để làm sạch, vệ sinh một lần nữa. Sau đó thì sẽ chặt miếng để thực hiện quy trình chế biến tiếp theo. Chuột về nhà mình rửa sạch và sẽ đặt úp như hình để cho ráo nước. Sau đó chúng ta tiến hành chặt ra thành từng miếng cho phù hợp. Hôm nay món thịt chuột này mình sẽ thực hiện nấu theo kiểu nấu da cầy thịt chuột, nên là gia vị sẽ rất là cần đến riềng mẻ mắm tôm. Và sau đây thì ta cùng đi kiếm ít riềng để làm món thịt chuột này.
riêng thì nhà mình ở trồng ngay được ở vườn của nhà. Ta làm thì nên chọn những củ riêng riêng nếp à, thật là giả lắm thì họ sẽ có cái mùi thơm rất là đặc trưng phù hợp với món giả cầy thịt chuột. Riêng giã lên thì chế biến sẽ ngon hơn, mình hơi lười nên là cho vào máy xay. Và sau đây thì ta sẽ bóp riêng mẻ mắm tôm với một tỷ lệ phù hợp. Sau đó thì để được khoảng 10-15 phút cho gia vị ngấm cùng với lại thịt chuột. Sau đó thì ta đun rom rom lửa và khi ăn thì ta cho ra chảo nóng vừa ăn vừa đun sôi sình sịch thì hương vị rất là thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món thịt chuột với Lã Nguyên Bảo TV nào. Nào, 1, 2, 3, dùng!